Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Esteban, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hải khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay tiếp tục vô game lại nhận quà từ AIA anh em. Thì ok anh em, hôm nay tiếp tục làm clip nhận quà từ AIA. Sau đó mình sẽ nhận re một số cầu thủ trong sự kiện để xem coi hôm nay cái nhân phẩm có hên hay không. Thì mấy bữa nay gọi là do mình cũng đi du lịch anh em biết ha. Thì cũng bận hứa với anh em làm một clip gọi là mở bắt nhận re cầu thủ nhưng mà vẫn chưa được. Nhưng mà hôm nay mình làm ad hot 888 nha anh em. Ad kia chính của mình đó thì clip sau. Lại hứa hẹn với anh em nữa, sau này sorry anh em ha. Lại hứa hẹn anh em clip sau đi. Mình sẽ ra biển gì đó mình sẽ mở tiếp cho anh em một khung cảnh khác đó. Hơ vọng hơi sao đó, đó. Thì ok hôm nay vô nhận quà đi. Rồi mở re một số bắt nữa chơi vui vui ha. Thì ok anh em, bây giờ mình sẽ vô nhận quà ha. Thì tất cả anh em đều nhận cái phần quà gọi là gì ta? Đó, là một cầu thủ over 92 và 1250 gen. Đấy, cũng khá ok này. Lâu lâu anh em lại có lại khuyến khích anh em chơi game tiếp, động lực cho anh em ha. Đó thì ok. Thì chung là cho anh em coi lại clip thôi. Nãy mình vô mình nhận rồi, giờ mình cho lại coi lại thôi để cho anh em thấy ha. Để mình nói chuyện với nhau ha. Đó, cùng chia sẻ với nhau cái may mắn gì đó. Đó. Đó, tặng phẩm năm mới Hồi giáo. Đó, sự kiện ra Vida anh em. Là một con over 92 can nè và 1250 đá quý nè, là kim cương anh em ha. Đó. Thì ok anh em, thì bây giờ mình sẽ vô gọi là vô mở một số cầu thủ re cho anh em động lực cày chày. Đó, thì ok anh em, bây giờ mình sẽ vô game ha. Để xem như thế nào ha. Thì ok. Trước hết mình sẽ vô sự kiện Euro đi. Đó. Nói chung ở sự kiện Euro thì cái phần mà 10.000 điểm á rất là nhiều anh em lấy rồi, nhưng mà hôm nay mình mới lấy thôi anh em để làm clip vui vui cho anh em. Phần thưởng. Ai vô. Thì bây giờ có rất là nhiều anh em gọi là chọn Van Dijk 98 đúng không, là không bán được nhưng mà xài được anh em, ngon em ngon. Nhưng mà mình sẽ chơi nhân phẩm vui vui lên clip vui vui cho anh em là 95-99 bán được để xem coi hôm nay có hên hay không. Đó, rất là nhiều anh em gửi clip cho mình khoe mình là được con này con kia rất là ngon nha anh em, rất là ngon. Thì ok anh em, mình sẽ thử nhân phẩm như thế nào. Ok, con hàng miễn phí đầu tiên trong clip này sẽ là gì đây? Vô anh em, vô đó. Bây giờ đã cờ Hà Lan, cờ Đan Mạch thì nó mới thơm anh em. Nó mới thơm thì nó mới thơm nha. Ai vô 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 nè, vô vô đó. Ở đó, đó vô nè. Đó. Cờ Đan Mạch cũng được, GK cũng thơm anh em, cũng ngon đó. Đan Mạch đi. Đức anh em ơi. Xe em Đức. Chết cha, xe em Đức rồi, tiêu mình rồi anh em, tiêu rồi. Không biết cũng được em có giá. 98-99 là vô kéo anh em, vô kéo. Trời ơi, 98 được con em. 183 em, trời ơi. Cũng được anh em ơi, hàng bán được mà. Thấy chưa? Thay vì lấy 98 Van Dijk mà chơi mà bán không được anh em. Nhưng mà mặt này hên hên cũng được 98 này. Đấy, trời ơi, Đức mà đã. CDM là ngon em, trời ơi, hay là CDM này 99 kìa, trời ơi. Tổng đi rốt cũng được anh em, không sao. Đừng quá tham anh em, đừng quá tham. Vậy là được rồi, nó mà đã có 95 mới chết. Lấy 98 là ngon rồi, đấy, trời ơi. À còn phim Đức Lam kìa, Đức khá nhiều anh em. Đức cũng khá nhiều chứ. Được. Cũng không sao anh em, tạm chấp nhận được. Lauser nữa kìa. 183 em. Con Rui đầu tiên cực kỳ may mắn rồi anh em ơi. Bây giờ tiếp tục để xem có Rui thứ hai, con Rui nào mà ta. Thì bây giờ mình sẽ gọi là lên mở cái hiệp phụ anh em. Đúng rồi, hiệp phụ cho anh em ha. Bác này bên ngân hàng Hot 888 này cũng có cái một số điểm hiệp phụ cho anh em nè. Để mình mở thử coi hôm nay có hên hay không. Để xem như nào đây. Đó, trước hết lấy miễn phí đi. Chết cha, không được anh em ơi. Cái hiệp phụ này mình phải biết trước cái con nó giá bao nhiêu thì mình mới lấy được, chứ không mình lấy bậy bạ là lỗ nè, là lỗ lên. Để mình xem trước đi, để xem trước đi, sorry anh em, để xem trước coi như nào. Đây, hiệp phụ này. Đây, mình có 2400 điểm mà mình mở cái này, nếu mà mình không biết con nào có giá cao nhất á, mình chọn nó là chết ngay anh em. Mình quên mình cầm thêm máy nữa. Chết rồi. Thôi lỡ anh em, thôi lỡ rồi, bây giờ mình để sau đi nha anh em. Hẹn anh em lần sau đi mở cái này. Mình sẽ cầm hai máy. Một máy là mình vô mở, một máy là mình lên chợ mình xem coi giá con nào ngon nhất là mình chọn anh em. Cho nó an toàn chắc cú em, chắc cú. Chứ bây giờ mở cái này ra một cái là mình không biết chọn con nào mà giá cao hay là bán được là nguy hiểm anh em. Thôi, sorry anh em, tiếp sau mở cái này đi. Tiếp sau mở cái này. Thì ok anh em, bây giờ mình sẽ gọi là lên store mình mở chơi vài phát bắt đi. Cũng được anh em, phụ lại cho anh em ha. Đó, thì vui. Thì ok. Hôm nay nó có ra một cái bắt này nè, bắt mới nè. Copa America anh em. Đấy, hộp Copa America nè. 10.000 gen hoặc là 1.000 Esteban nè.
mình sẽ nhận một trong những cái phần quà này nha anh em, chứ không phải là hết nha anh em, một trong những phần quà này nha anh em. Nhưng mà khó ăn lắm này, khó lắm. Nếu mà nó là còn 50 con 67 74 là xong phim anh em, là xong phim ngay, hoặc là 5 triệu coi thì cũng tạm được, hoặc là 20 con cầu thủ 75 84 là xong phim liền. Chỉ trông chờ bà con là 97 99 thôi mà rất là khó nè, rất là khó thôi. Mình không chơi bác này đâu, không chơi, không ngon. Mình sẽ bỏ mất 3.000 đi, mình hay chơi mất 3.000 anh em. Đây 3.000 đây, đây euro nè, 3.000 đi. Đấy có Henry anh em, mình sẽ xanh Henry. Hay là Van Basten được vô anh em, 3.000 gen để xem này có hên không. Hôm bữa là mình mở cái hạt chín quần là được con Zico anh em bên cúp ba Manica, còn hôm nay coi bên euro có hên không. Đây vô, đây xem như là đây. Đó, vô rồi. Có pháp không? Chết rồi, còn này cờ gì đây? CM à. Rồi, xong rồi. Con Lota 3 gì đó, không? Đúng rồi, cuca chứ đi bố, trời ơi. Cái Euro này nó đen lắm nên Euro không ăn đâu. Mày qua bên Copa America đi, Copa America đi. Đâu rồi, vô đây. Đây, 3.000 luôn. Đấy, mua được chiếc Zico nè. Lần này sẽ được Brazil tiếp, Brazil mà Ronaldinho nha. Vô nha, vô đây em. Không thời gian đấy, vô đúng. Đó. Vô nè, vô, đó. Đầu tiên thì là khởi động thôi. Thứ hai nè, từ cả là Brazil, là ngon. Ra là B, vô với tôi cắt lốt cũng được. Là tất lưu là ngon luôn. Hãy vô rồi, em ơi, vô rồi. Brazil đi. Ai cần đi, Brazil đi. Ai cần đi. Tự nhiên đang mở cái đứng rồi, em ơi. Ai cần đi. Hết rồi, không phải ai cần rồi, em ơi. Hết rồi. Trời ơi, cái cân cái gì đó, như Peru sao nhỉ? Cái Canada gì đó, chết rồi. Cái gì đây? Trời ơi, 93, ôi, tức quá. Hôm nay hết đỏ rồi. Được con 98 bắn được bên kia thôi à. Ôi ơi, mình còn 50 Kazen. Nhưng mà mình sẽ không mở nữa anh em. Mình sẽ đi Achen anh em. Để nó đi anh em. Mình mở nữa để ngày mai mà tiếp Achen đi. Đấy, hôm nay nhận đi vui thôi. Đấy, Achen tiếp anh em. Để xem như ở đây, vô nè. Đó. Đây. Đây, ok anh em, bây giờ sẽ đủ 4 con chip bốt. Hay đủ anh em, đủ rồi. 4 con này bán được, không được. Con nào bán được thì không có cho vô anh em. 4 con này đi, vô. Để tìm kiếm con Henry và Van Basten tiếp nữa. Đấy, con xem như thế không. Vô em, vô. Này là mở Huy với đại nhật quà của EA là ngon rồi. Đấy, đây, vô rồi. Đó. Vậy đây cờ Pháp đi. Đức nữa hả? ST Đức hả? Lâu giờ không? Hello anh em ơi! Như cái Gomez phải? Trời ơi! Nó chích đẩy thích. Mình ST nhiều lắm rồi. Ê! Chạy lại ba con kìa. ST nhiều lắm rồi, cũng hơi tiếc anh em. Quá hơi tiếc, tự tiếc anh em thật luôn. Rồi ST quá nhiều rồi. Để có con nào để chơi có khó này nữa không? Con này không có nào chơi nữa. Có ba con này. Con 96 là ổn quá nè. Kìa yêu cầu 94 cộng mà ổn quá. Có bê lê nữa kìa, bê lê. Thôi, để sau đi, có này sau đi. Nói chung là mở vui được vài con rồi, để coi. Đó rồi, mình có con Hedikin này, Martinez rồi nè. Mấy được con gì ta? À, cái Tom Diros. À, để coi Tom Diros lên chợ có bán được không. À, ngon này ơi. À, này cũng thơm rồi, này cũng thơm rồi. Được con ngon rồi, dễ Tom Diros rồi. Đấy, Tom Diros, đấy. Con này hôm qua đá với Tây Ban Nha mới cho con là Betfree ra ngoài anh em. Ấy có người mua lại quá trời luôn em, 4 người mua anh em. Cứ bình tĩnh để coi như thế nào, để mình coi mấy con người khác coi. 221 à. Cũng không được bao nhiêu hết, tốn hết mấy con Machino nó lên được 196 không nhiêu hết á. Hai con Machino, 4 con Machino thì được 211 em. Đó, cũng được anh em ơi, Này con này bán được nè, bán luôn đi. Con Tommy Rod để đã sau, không sao anh em. Đây bán được, bán luôn đi. Con Tommy Rod thì mình suy nghĩ lại từ từ anh em. Từ từ coi như là để dùng cái gì đó cũng được anh em. Thì ok anh em. Bây giờ tiếp tục vô clip của một số anh em để xem anh em mở bắt như thế nào. Có hên hay không. Đó, lý vía tiếp anh em. Mình phải là hên anh em. Được con Tommy Rod là hên rồi. Còn mấy cái kia thì đã phụ thôi. Và bây giờ vô trong clip của anh em khác nha. Như nào ha. Đây tiếp tục. Hạt này. Đó, vô Achen luôn. Đó, như là đây. Nói chung mình sẽ lồng ghép một số clip của anh em vô để coi xem anh em mở mắt như thế nào cho nó vui anh em. Đó, chứ clip anh em gọi cho mình nhiều lắm. Đấy, bây giờ bắt đầu anh em này thì mở mắt như là đây, Achen trước. Đó. Vô. Để xem coi hôm nay có hên không. Mình thì nói chung là may mắn rồi. Đây được con 98 rồi.
chừng mấy bữa này cũng hên hên, em cũng hên hên vậy, hên hên rồi. Yeah, ngon ngon. Đây gói này 4 con 94 cặp à, vô đi. Đúng rồi, 4 con thêm con 95 nữa, con nào đây, vô con này còn dưới xì lỉ quá. Rồi vô rồi, vô rồi, để con nào hay không, ngon không ấy. Vô 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 vô, mở đi mở đi mở đi. Đấy đó, gì đây, thụy sĩ này ơi, CV thụy sĩ hả, Akenji không phải không, phải không, đúng luôn, Akenji 96. Trời ơi, mình là đen rồi, trời ơi, cái tên là đen. Cũng mà không không bằng mình, nãy mình được con Gomez 97. Để coi tiếp tục coi cái mở gì đây. À, mở gì đây, tiếp tục mở gì đây, đấy tiếp tục. À, vẫn còn 4.000 gen kìa, chắc lên chợ hoặc 300 SC Ball gì đó, lên chợ mở này đó, để xem như là đây. Đấy gói này có 3.000, à gói 3.000 euro hàng ngày anh em. Đấy gulit em, gulit gulit quá ngon luôn, gulit gulit đó, vô luôn. Đây 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 đây, đó vô nha anh em. Đó, vô rồi, vô rồi, vô rồi, đây. Đó. Chắc xanh gulit đây. Biết cái gulit không? Phát đầu tiên chỉ là khởi động thôi. Đó. Vô nè, vô nè, vô nè. Đây, 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 đó. Đó, vô rồi. Có gì đấy? Có may mắn không? Có gì đấy? Hà Lan em ơi. Xe em luôn kìa. Ê, ai cân kìa. Cái gì vậy? Đừng nói ai gulit nha. Trời ơi, gulit em, ôi, ôi. Sao mà đầy hên vậy? Trời ơi, 3.000 zen anh em. Có 3.000 gen thôi mà ra gu lít, trời ơi hên vậy, quá hên em, trời ơi quá hên. Ồ cực phẩm em, hên quá em ơi, trời ơi không có gì nói nữa, quá hên gu lít là quá tuyệt vời rồi. Ô bà 99 nữa chứ, trời ơi mình mở thấy mở thấy không, 3k gen mà được con đồng 94 mà đúng không, 4 mà hết rồi, hên quá, cái này này hên quá. Tiếp tục à, thứ hai để xem như là đây đấy, nó coi như là đây. Nói chung mình sẽ coi một số em ở một vài ạc ha, để xem như nào. Đây 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 đây. Đó 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 đó. Đây, à có 1.000. Utop S anh em, này còn Utop S. Đó, vô nè, vô nè. 98 99 nha. Cái này mà ra 99 hình, chứ 98 là không hình đâu. Là đen. Ôi vô vô vô, tại gì đây? Bồ nha anh em ơi, ST đi. ST đi anh em ơi. Ê! Ronaldo, trời ơi, cái gì? 99, trời ơi quá hên nữa rồi, trời ơi. Hai ạc đều hên anh em, trời ơi hên thật. Wow wow, không thể tin được, hai ạc đều hên hết. Wow ghê thật chứ. Ê, tiếp tục. Ủa thế tiếp. Ngon 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 ngon. Nói này ngon ghê, nhưng mà chắc hết rồi. Hết cái này hết rồi. Giờ thì anh em mình coi lại vui vui thôi chứ hết rồi. Nghe hả? Trời ơi nghe không ngon rồi. Con Golovin. Golovin rồi đúng rồi. Đó 97. Phát này thì đen em, phát này thì đen. Phát này đồ đồ ngon, phát này thì đen. Trời ơi, nhưng mà cầu thủ bán được, này bán được anh em, nó bán được. Giờ ok, về qua cái gói khác coi, còn 11k FC Bond kìa. Đấy, con này như là đây. Tiếp tục. Đây, con gì, con nào đây? Con gì đây, con gì đây, con gì đây? Để xem như là đây. À, 700, à, 10 lần. 10 lần rồi kế bên em, đúng rồi. Đúng rồi, gói Utop S này nè. Đấy, cốt 10 lần, đúng 10 lần mới ngon nè. Sao không đem hầm đi. Trời ơi, 10 lần đen rồi, đen rồi, trời ơi. Trời đúng là nhỏ chứ, 10 lần không được con nào ngon hết. Đây, 97, 99 nè, 10 lần nè. Rui nè, đó, Rui nè. Gió, ngon rồi. Gì đây? Hà Lan em ơi. Rồi bây Hà Lan. À, Binbon 98 anh em cũng được. Đấy, con này cũng được nè, để coi cái giá nhiêu đây. Như là như đây. Đấy, 247 em, 774 em quên lộn. 74 em. Cũng tạm được anh em, cũng ok anh em, vì là ok rồi. Đấy, hình như là hết rồi anh em, không mở nữa, còn 4.000 để dành lại rồi. Ok anh em, qua khác đi. Một ạc nữa ha, cho xem như là đây. Đó. Tiếp tục à, có ưu tục S tiếp 10 lần nữa. Đấy, 10 lần nữa kìa. Trời ơi. Mấy anh em mở chơi chơi lớn hết. Đó, vô nè. Vô vô vô, mày có này ngon em, có ưu tục S này ngon. Đó. Ngon 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 ngon, vô thì coi, vô ngon ngon ngon, vô đi 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 vô nhanh vô nhanh nhanh nhanh
vô nha nha nha. Hơi lâu hơi lâu. Ấy vô rồi vô rồi. Đó, ê bùi làm này ngon nè. Ngon cái gì đây? Ê sao con này không ngon rồi, con này con CB phải đúng rồi. 93 phải. 93 94 gì ta? 93. Trời ơi mấy con rồi. Trời 10 là sao đen với ta, này 10 là đen. Này 10 là không ngon bằng gói cốt 3 America này. Gói có 10 là cốt 3 America ngon hơn. Đó, giờ Huy nè, Huy tại đã UTS thì nó ngon rồi, không nói gì rồi. Nó có rẻ hơn mấy con kia. Vô nè, coi được nào ngon không. Vào đây. Yeah. Hy vọng bạn này được con ngon rồi. Hai hạt kia là ngon rồi, thật là ngon rồi. Hạt đầu tiên là con Gulit, hạt thứ hai là con Rotondo. Trời ơi, ngon hết chứ, hạt này có được cái gì đây. Vô. Đấy. Ê Pháp kìa, là tôi đi Huy. Đúng rồi. Mbappé có giá ngon lành cành đào đó nếu mà vô kèo rồi. Yes. Wow, vô kèo rồi. Sao gì vậy? Tự nhiên đang bấm cái vô gì đây anh em? Ngưng rồi. Trời, tự nhiên đang bấm cái tắt luôn rồi. Ngưng rồi. Vô ok anh em. À cuối cùng được con Mbappé 99. Quá tuyệt vời anh em, quá ngon luôn rồi. Như ba ạ, à, là cũng ngon đấy, được con 99 ngon không? À đầu tiên được con Gullit, à thứ hai được con Ronaldo và thứ ba được con Mbappé. À mình thì được con Toni Kroos. Nói chung đợt này quá đỏ anh em, quá đỏ luôn. Thì nói chung hôm nay làm clip ở YouTube tiếp tục anh em nhận Ri cầu thủ và nhận quà của AI, quá tuyệt vời anh em, quá tuyệt vời. Tiếp tục clip sau mình sẽ gọi là kiếm một cái vị trí nào đó, cái nơi nào đó đẹp đẹp tiếp mà bắt cho anh em ha. Đó, anh em thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Và đừng quên đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn anh em, chào anh em.